theo nó. Nó báo đang đi, tới. đi bắt liên tục. Tại vì nếu mà cướp thất bại mới báo liên tục chứ bây. Đây nhỉ. Đúng rồi, bà đến phút. Hoặc là anh một lần. Chỗ đó là chỗ gần Harmony nha anh. Thấy một đối tượng nè mấy xung quanh ơi. Thấy một con xe luôn, một con xe đang lao vô luôn. Rồi, hai ba người đó, mình vô này. Vô này, ập vô này. Vô đi. Ba đối tượng. Mình xuống sao xung quanh. Từ từ. Đảo vòng coi. Thấy rồi, có ba bốn đối tượng. Số 2. Bên Harmony. Một người bỏ chạy bên phải. Hai người ở dưới. Lên đây sao rồi mọi người ơi? Lên đi. Vừa đi ăn cơm nha. Phải sót phải. Đâu anh? Đây còn một nữa. Vị trí. Cover. Còn một. Không thấy ở đâu nhỉ? Đây nè. Mép phải. Mép tường. Mép tường bên phải, cặp xét. Ok. Tôi cầm cây súng củ chuối nè mấy sư quay. Nha. Mình đẩy qua hai bên luôn, mình đẩy hai hướng luôn. Đẩy chết rồi. Qua này. Đập chưa đâu chưa? Đâu. Nice. Clear. Rồi, chụp hình đi, chụp hình. Đây đây, mọi người hỗ trợ đi, anh chụp cho. Anh chụp đi, anh chụp bên đầu để em nói em để em... Đây, đem mấy cái xác qua cái xe chở tiền luôn, mấy xe quan ơi, đem xác qua mấy xe chở tiền luôn. Đẹp rồi. Chụp lại trước đi, chụp mấy chỗ, mấy đối tượng nằm trước đi rồi hả? Đẹp rồi. Anh đem qua. Có xe tới rồi, có xe, là xe mình rồi. Xe mình. Nè, trong đây còn người nè. Xong một. Sĩ quan chụp bên đây luôn chưa? Rồi, anh chụp bên đây luôn. Ok. Rồi, sĩ quan bít bia. À, đây, ra ngoài tạo cái evidence đi, tôi bưng xác cho. Chào Kevin nha, chiều anh cũng không biết nữa.
thấy thấy không chịu. Tránh tránh mấy thùng xăng nhá. Gì à? Ông bắn 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 vô cái bụi cây check thử rồi còn ai nữa không? Sợ nút. Rồi, đem xe mình xuống đây đi cho mấy đứa. Rồi đưa mấy đối tượng lên xe đi. Ủa? Chú anh chờ, xếp chụp hình lại với con xe chở tiền chưa? Có xe, có đối tượng nữa kìa. Hốt hốt xác lại đi rồi để em chụp một thể luôn, chụp một thể luôn. Em đứng góc gầm em chụp luôn. Cẩn thận nha, đây mới có 3 đối tượng nữa nha. Đúng con trai chú rồi. Chị Lan hả? Con cháu gì chị Lan hết. Lô Kiệt nha, lô em. Lô Nhật Đinh nha. Cái tiền là có thằng đại ke hả chứ. À thằng đại ke hả? Được chưa? Nhanh nè. Đưa mấy đối tượng lên xe anh đi. Rồi giam xe. Giam tất cả xe rồi. Em chưa? Để đem lên luôn nè. Ok, check for. Lục xác hết chưa coi. Đem bệnh viện đừng lục. Đem bệnh viện. Còn để em check con xe, check cái bệnh lây luôn. Tụi này tiến hành bệnh lây con xe Audi nhé. À, con xe của đối tượng mình giam bao nhiêu phút nhỉ? Chứ quay nhỉ? Cứ giam thôi rồi. Ủa bây giờ có giam bao nhiêu phút nữa? Giam 30 á, cho thấp nhất á. Tưởng giam mấy là mất tiêu của xe luôn. Giam 30 á. Ủa giờ có giam xe bao nhiêu phút nữa anh em? Ai có thơ mấy rồi không giam xe đấy giờ. Cái xe tiền cũng đi. Xe tiền đó giam được không? Giam không cần giờ cho mất luôn. Nhà nào mấy đứa mò quá. Giam nó cần thời gian mà anh. Bình tĩnh chứ. Rồi về bí bóc nha. Rồi xong kiểu gì. Tôi bị xin miệng. Ông sĩ quan sát xe vậy tôi ngồi chung với sĩ quan giếm. Nên như thế mà hồi nãy mình qua mình hỏi tụi nó thấy xe trả tiền không thì nó việc mình nó bảo không có sĩ quan nha. Con nào dưỡng cướp giờ nó làm nè. Không, tại hiểu rồi em cũng nghi bên tụi Harmony rồi. Tại lúc đầu cướp gần đây chỉ có tụi Harmony thôi. Mới nào là em mới lên thành phố em không biết gì hết. Có thằng em mới lên thành phố em mới bắt xe lên em biết gì đâu sĩ quan. Tâm lý tội phạm. Lớp rồi nó cướp hụt xong rồi nó phải bỏ đi về đâu. Sao nó cướp rồi. Chắc là hồi đầu nhét xe chỗ đó thấy không xong, thấy không ổn nên đem xe cho khác.
Thôi tội lỗi quá, nãy chị gái móc súng rồi chưa kịp bắn được.